Xin chào các bạn, vừa rồi là màn unbox chiếc Redmi K70 Ultra đầu tiên tại Việt Nam đã về tới Mobile City. Và ngay bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm nhanh sản phẩm này có gì nhé. Bắt đầu thôi. Ok, về tổng thể thiết kế của chiếc Redmi K70 Ultra, nó sẽ tương đối giống so với cả chiếc Redmi K70 hay là K70 Pro. Có chăng thì cái phần cụm camera của nó thay vì hình tròn đổi sang hình hơi vuông một chút các bạn nhé. Đây, bên tay trái của mình là chiếc K70 Pro, còn bên phải sẽ là chiếc K70 Ultra, đúng không? Tổng thể thiết kế là giống nhau, có chăng là một vài cái điểm khác này, các bạn nhìn này. Cái nút nguồn của chiếc K70 Ultra thì nó sẽ được phá cách đi một tí nha. Nhưng mà tổng thể khung viền là giống nhau, chắc là dùng chung khung thôi. À, lỗ mic trên khác nhau này. Hả? Ok nhỉ? Cổng hồng ngoại của K70 Ultra to hơn. Nhưng mà kiểu như là cùng một cái miếng kim loại xong rồi nó khoan thêm lỗ mà. Vị trí anten cũng khác nhau luôn. Được, hai con này dùng khác khung anh em ạ. Chắc là dùng chung một cái miếng kim loại uốn lại xong rồi cắt các vị trí khác nhau thôi. Nhưng mà cái cảm giác cầm nắm thì mình thấy là chiếc K70 Ultra nó bị rỗng hơn so với cả K70 Pro các bạn nhé. Cầm cảm giác bị dày hơn ấy. Đây này thì cầm đặc hơn. Đây, cụm cam đây. Nói chung là tùy quan điểm anh em thôi. Có bạn thì thích cam kiểu này, có bạn thì thích cam tròn. Các bạn thích thiết kế của chiếc máy nào hơn thì comment phía bên dưới nhé. Mặt lưng em này sẽ là mặt lưng kính chống bám mồ hôi vân tay. Nhưng mà cũng sẽ hơi bám nhẹ một chút nha. Và cái màu này thì khiến cho cảm giác cái cụm camera lồi rất nhiều anh em ạ. Cái màu này cảm giác bị lồi nhiều hơn so với cả màu trắng. Này, anh em nhìn chỗ lồi này. Để trên mặt bàn nhé. Vì là lồi cả hai rồi nên là sẽ không bị cập kênh. Đó. À, nhưng mà ưu điểm của chiếc K70 Ultra so với cả K70 Pro là chiếc máy này sẽ có kháng nước các bạn nha. Ngon lành luôn. Nói chung thiết kế thì ok. Cảm giác cầm nắm hơi dày nhẹ một chút, hơi rỗng nhẹ một chút thôi. Nhưng mà vẫn ngon hơn K70 Ultra nhé, tại vì em này không kim loại mà. Mình sẽ bật máy lên này. Về màn hình, kích thước của máy sẽ là 6,67 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz và sẽ có độ sáng tối đa là 4000 nits các bạn nhé. Đây. Hiện tại trong phòng mình đang rất sáng thì các bạn chỉ để khoảng tầm 70% thôi là thoải mái rồi. Rất tiếc là chúng ta sẽ không có LTPO, nhưng mà xem nào. Không có 90 các bạn nhé, chỉ có 60 hoặc là 144 thôi. Cái phần viền của con này thì cũng giống hệt so với cả là chiếc K70, K70 Pro thôi. Nó không khác gì cả các bạn nhá. Đây, đúng không? Viền giống hệt nhau mà, không khác gì cả nha. Mà kể cả chất lượng mình thấy cũng chả khác mấy. Cho để video sau mình sẽ so sánh cụ thể hai máy cho các bạn nhá. Độ phân giải thấp hơn nhưng mà khi mà các bạn nhìn xa ấy thì chúng ta rất khó để mà phân biệt. Màn hình của máy rất trong anh em ạ, rất trong nha. Uầy, nhìn phết nhỉ. Màu sắc khá đậm ấy. Trong chưa anh em ơi, trong vắt luôn ấy. Nói chung với cái màn hình này thì giải trí quá là tuyệt vời rồi. Các bạn xem phim, xem YouTube, xem TikTok thì rất là ok nha. Viền mỏng, màu sắc tương phản nổi khối rất tuyệt vời. Tất nhiên rồi, chiếc máy này thì cũng sẽ có hai loa stereo. Bây giờ mình test cho các bạn luôn nhé. Màn trong quá, không muốn tắt đi anh em ạ. Đây, nghe một bản nhạc nhé. Rồi, chất âm là ok, kể cả khi mình để max âm lượng thì cái âm bass nó đánh vẫn căng nhé. Và khi bật max âm lượng thì mặt lưng không bị rung, đấy, phê luôn nha. Tất nhiên, mình sẽ cảm nhận được một chút là cái phần loa phía dưới ấy, nó vẫn sẽ to hơn loa phía trên. Nhưng chỉ là một chút thôi, không gây khó chịu nha. Chỉ là khi mình xoay các góc thì mình nhận ra thôi, được chưa ạ? Về mặt hiệu năng, Redmi K70 Ultra sử dụng con chip là Dimensity 9300 Plus, đi kèm với cả chuẩn RAM, chuẩn bộ nhớ mới nhất. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256, chạy HyperOS 1.0.8 này. Tí nữa thì mình sẽ chấm điểm số AnTuTu cho các bạn nhé. Nói chung là con chip này thì mình cũng từng trải nghiệm rồi trên chiếc IQ Neo 9S Pro ấy. Là một con chip rất ok các bạn nha. Tất nhiên, cụ thể hiệu năng thì trong các video sau mình sẽ test game cụ thể hơn cho các bạn. Ok, máy sẽ được 2.141.000 điểm.
Trong đó cái phần GPU sẽ là 849.000 điểm các bạn nhé. Nhưng mà mình thấy nhiệt độ của máy lên hơi cao. Đây này, từ 39 độ C lên tận 44,8, cầm nóng cực kỳ luôn. Mất 8% pin, em này dự là sẽ hơi nóng ấy nha. Trong các video sau thì team của mình sẽ test kỹ hơn hiệu năng của con máy này khi mà chỉnh lên thực tế các bạn nhé. Về pin và sạc, đây sẽ là một phiên bản nâng cấp nha. Công suất sẽ là 120W giống với cả K70 và K70 Pro. Nhưng mà pin ý, nó sẽ lên là 5.500 mAh. Đấy. Thì với viên pin như vậy, chắc chắn các bạn dùng chiếc máy này sẽ đủ một ngày tương đối là thoải mái nha. Tất nhiên là trong các video sau test game ý, thì mình sẽ sâu rõ hơn về phần trăm pin. Mình sẽ nói một chút về camera đi. Cụm cam mới nhưng mà phần cứng ra sao? Chúng ta sử dụng camera chính là Sony IMX906, kích thước là 1:1.56 inch, có OIS, một cam siêu rộng là 8 chấm này, một cam đo chiều sâu 2 chấm gọi là cho có thôi. Camera selfie sẽ là 20 chấm. Các bạn quan sát trên màn hình giúp mình ảnh được chụp từ chiếc Redmi K70 Ultra. Mình có thử chụp con Sonoku trong phòng này, đủ sáng nha. Thì ảnh xóa phông cũng tương đối là ảo diệu nhờ. Nhưng mà chất ảnh của nhà Xiaomi thì mình vẫn luôn thấy là hơi ám vàng nhẹ một chút các bạn nhé. Đây, chụp khung cửa sổ của mình đang trời mưa này. Thì các bạn thấy là ở phần viền ấy nó sẽ bị mờ khá nhiều tại vì cảm biến cũng tương đối to. Chụp selfie ngược sáng, máy xử lý HDR khá là ok, da mặt mịn anh em nha. Đằng sau vẫn giữ lại chi tiết trong khi mặt người vẫn sáng, được chưa? Xử lý phần mềm tốt. Chụp xuôi sáng thì công ty mình đang mất điện, hơi tối một chút các bạn nha. Thì da mặt bị sạm đi nhiều nhưng vẫn là ok, vẫn mịn màng. Đây, chụp máy ảnh của mình này. Có thể thấy là chiếc máy này chụp xóa phông tự nhiên tương đối tốt các bạn nhé. Camera siêu rộng thì đây, chất lượng không khác quá nhiều so với cả cam chính. Chụp thiếu sáng của em mình này. Nói chung là cảm biến của Sony trước giờ thì luôn có ưu điểm ấy là chụp thiếu sáng, màu sắc nó rất thật các bạn nhé. Nó không quá sáng nhưng mà cũng sẽ không bị ảo, được chưa? Và camera siêu rộng, chất lượng không khác biệt quá nhiều so với cả cam chính. Đây, mình có đem sang một cái phòng siêu siêu tối ấy, thì may ra khi này nhé, camera chính thì vẫn gọi là ok, vẫn nhìn được, nhưng mà cam siêu rộng thì mù tịt luôn, tại vì phòng này quá tối mà. Đây là ảnh chụp ngoài trời nha. Nói chung là đấy, nước ảnh của Xiaomi thì vẫn luôn hơi bị ám vàng nhẹ, chưa quá tươi sáng. Và khi này thì camera siêu rộng ấy nó lại bị tối hơn nhiều, không hiểu kiểu gì. Video cam sau K70 Ultra mở quá anh em, không ra ngoài quay được. Mình sẽ đứng im và bật nhảy này, xem chống rung nhé. Không có vẻ ổn đấy. Cam siêu rộng chỉ có 30 fps thôi. Rồi, cam trước chỉ có 30 anh em ơi, cắt giảm rồi. Hỏng rồi. Một điểm cuối cùng mình muốn check là về vân tay. Chắc là thấp thôi, tầm máy tầm trung mà. Làm gì có chuyện cao hơn bọn K70 được đúng không? Biết ngay mà, vân tay rất thấp các bạn nhé, giống hệt K70, K70 Pro. Rồi, tổng kết lại về chiếc Redmi K70 Ultra. Đây là một chiếc máy theo mình thấy chỉ có một điểm đáng nói duy nhất thôi. Đó là camera trước của máy sẽ chỉ có 30 fps các bạn nhé. Còn lại là ok, chip mạnh, thiết kế ổn, có kháng nước, màn hình đẹp, pin trâu sạc nhanh. Đấy, duy nhất cái phần cam trước thì không hiểu kiểu gì ông Xiaomi lại chỉ có 30 fps. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi K70 Ultra? Muốn mình test thêm gì cho em nó, hãy để lại comment phía bên dưới giúp mình nhé. Và đừng quên, link mua tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghim. Giờ xin chào, bye bye.